con rắn nhá, cả đàn rắn ấy hả. Ui, ui, nó bao kín đấy. Ui, nhưng mà không biết nó còn sống được không cơ. Ấy chưa, màu nó nhiều, càng nhiều màu càng thích đấy. Thậm chí cái vây ở đuôi nó còn có màu xanh nước biển. Đẹp chưa? Ấy, trông nó vây vây trông. Ui, bọn này nó quây quây đây tí với bọn cắn nhau ấy, đùa đâu. Ok, ok, hello, xin chào tất cả anh em nhá. Đấy, vừa rồi mình lại tiếp tục dựng một cái hiện trường giả vào đây đấy, để chuẩn bị cho là Minh Vương tiếp. Mình để cái con Missy vào kia đó, tí chờ mình vừa ra xem nó có tò mò nó giật cái tờ giấy trắng ra để xem nó có giật mình không nhá. Ok, mà cả búp bê anh đâu ấy hả? Ở nhà để cái xương chó mất búp bê giặt chết thì anh suốt ngày trêu em ơi. Anh để đấy mày cầm vào làm gì? Thế cái con cookie xanh xanh kia đâu anh? Còn đấy anh bán rồi đây mày không biết à? Bán đi cười. Bán anh đã lấy hết tiền anh bán. Bán đi làm gì? Cần anh bán đi để anh mua đam mê của anh. Mua gì? Mày không biết đam mê của anh là gì à? Đam mê là gì? Đây mày không nhìn cái gì đây à? Đam mê các cảnh trước giờ anh chơi các cảnh rồi đó. Nhìn trước các cảnh chưa? Ôi đừng chết ô cái thằng này. Mày nhìn trước các cảnh có đúng đấy. Người ta bảo là xin nhẹ tay và tránh nóng, ông đi ông lắc lắc cái hỏng. Đấy khui anh. Khui thì với vừa rồi anh phải bán mất cái con người yêu của con này đi. Tiếc ơi tiếc hả? Đâu, em xem có chuyện là cái con xanh xanh em dai của con này. Em dai á? Thực ra thì đúng là Huki Huki màu xanh ấy là cũng không còn mấy mình ở đây nữa. Tại vì là mình đã không phải là bán đâu mà mình đã tặng fan rồi các bạn nhé. Chả là hôm qua là có một bạn fan cùng với bố bạn ấy lên chỗ team anh em mình chơi. Sau đó thì cái bạn fan đấy cũng rất là yêu quý anh em mình và cũng rất là thích cái con búp bê Huki ấy. Thế nên là đã xin thì mình cũng đã tặng cho bạn ấy rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi Missy ở đây thôi. Hôm nay đi vào cái chủ đề của cái clip chính ngày hôm nay. Mình đã mua cá cảnh các bạn nhé. Đấy. Thì chả là từ hôm mua cái con cá thia lia về thì mình lại tự nhiên thích cá nên là mình đã đặt được một số cái cá cảnh. Giờ chắc là mình sẽ phải khui nó ra để xem là nó có đẹp không đã nhá. Chứ mình mua trên mạng thì mình cũng không biết là nó có đẹp hay không. Biết đâu đấy. Hả? Để em khui. Khui á? Em khui vô. Ui, còn dao kéo kinh nhá. Thế bê vào trong kia cho sáng em ơi. Ui dồi ôi. Vương kỳ cương ngủ rồi. Khui đi. Cho Minh Vương khui. Được chưa? Rồi. Mở ra cái này. À. Cẩn thận lại triệu hồi như hôm qua ra con rắn gì đó. Cẩn thận rắn đấy. Hả? Ui. Ui, nó bọc kín đấy. Ui. Nhưng mà không biết nó còn sống được không cơ. Đây là cái cá đẹp của anh nhé. Ui, cá này. Ui, nó bọc. Nó bọc thành nhiều cái nhỉ. Ui, con cá gì đây? Cá gì em ạ? Ui, con này xanh này. 5 con. Nhiều thế nhỉ? Ui, cả một đàn này. Ôi, họ bọc kín vào em ạ. 7 con. Rất là nhiều cá luôn. Con cá này như kiểu dạng cá koi em ạ. Cá koi. 14. Ok. Xem nào. 17 con. Tổng 17 con đúng không? Con này giống cá koi. Giống 100% luôn. Con này của anh đậm hơn. Nhưng mà nó trao nó to hơn, nó đậm. Ừ. Nhưng mà không biết bọn này có nuôi chung được không ấy. Sợ nó đánh nhau ấy. Em nghĩ là nuôi chung được. Nuôi chung được đúng không? Mai lại thả ra lại đánh nhau té loè toàn hết người. Cất gọn nó đấy cho anh để anh đưa về cái bể nhà anh nuôi cho nó uy tín. Ok chưa? Ok. À. Các bạn ạ, đây là cái góc để nuôi thú cưng của mình nhé. Đấy. Thực ra bây giờ thì chỉ còn mỗi một em sóc ở đây thôi. Đấy, sóc bay này thì tối thì thức nghịch phá nhưng mà sáng thì các bạn thấy này, qua tóc vào cứng đúng đó là ngủ đấy. Các bạn nhìn nhá, đánh thức rồi ấy. Còn là em gấu tuyết thì đang ở trên tim đó.
Thế còn đây, đây chính là cái bể cá đấy, sáng nay mình mất cả buổi mình mang ra mình dọn dẹp vệ sinh lại, lấy dọn hết bên trong đi, bỏ hết những cái đá sỏi đấy, mình chỉ để mỗi một vài con ốc ở đây thôi, mấy một số cái cây nhựa trang trí. Thế còn cái hình lèn kia bằng xốp mình tự làm nhá. Nhìn bên dưới trông rất là đẹp, như kiểu cái gốc cây ấy nó cắm xuống dưới mặt nước ấy. Đấy. Hoa, bây giờ mình sẽ thả những cái em cá cảnh này vào đây đây. Ở trong này thì mình đặt gồm có cá beta với lại cái cá gọi là cá galaxy gì đó. Mình chưa chơi bao giờ nhưng mà mình thấy đẹp quá thì mình cứ đặt về thôi. Đó. Đấy, người ta gói thành những cái túi bóng nhỏ để trong này này các bạn này. Đó. Bây giờ mình sẽ thả từng cái con này vào trong cái bể này các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ thả em này vào trước các bạn nhé. Giờ mình sẽ để cái em cá này vào đây nhé, ngâm nó xuống một lúc. Đó. Để nó quen với cái nhiệt độ của cái môi trường của cái bể mới này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó lạ lẫm nên là nó có vẻ nó đang rất là tò mò thích thú. Đấy. Bơi ra, bơi. Wow, ra rồi. Úi giời. Ô đẹp phết các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Trông này, người nó màu mè trông đẹp phết. Đấy, rất là nhiều màu luôn. Ok, thôi được rồi, mình sẽ tiếp tục thả tiếp đến em này. Em này cũng giống cái em kia. Đấy, mình sẽ bóc ra mình thả hết vào trong bể nhá. Lại vào tiếp, nhanh. Ba con này mình thấy đẹp này. Con này thấy màu nó rất là rõ, rõ hơn con kia. Đấy, con kia cũng đẹp. Nói chung mấy con này mình mua đều rất đẹp. Đó. Nuôi cá này nó sướng các bạn ạ, nó nhỏ, nó dễ chăm mà nói chung là cũng đẹp. Bể mình thích nuôi bể nhỏ thôi. À đi ra đi. Nào, ta ra. Ấy da. Với ra con nào bắt đầu cũng đơ đơ một lúc đấy, ngạ lướt các bạn ạ. Tiếp theo cho em này vào. Ra đây, nhanh. Xa nhà mới sướng nhá. Đấy, anh em cuốn túm rồi, sắp thành một đội bóng rồi. Trong này còn rất nhiều, mình sẽ review từng con và thả vào từng con cho các bạn xem. Xem con này nào, con này cũng như con hồng vậy thôi. Cái này công nhận đẹp thật, lần đầu tiên mình chơi cá này đấy. Gọi là galaxy thì phải. Đó. Mình thì thích chơi cá thì mình cũng không tìm hiểu kỹ lắm về tên ấy. Kiểu thế mình thấy trên mạng đẹp thì mình mua thôi. Tự dưng trong bầy em nào cũng có màu, mỗi con này chẳng có cái màu gì các bạn. Mỗi con màu không, màu nhỏ hồng hồng trắng trắng. Trông vẫn ok. Đó. Đấy người ta vận chuyển cho mình, người ta phải đóng trong những cái túi này các bạn này, từng con một. Đấy xong người ta bơm oxy vào đây nhá, bơm một tí nước để nó sống. Cái này nếu vận chuyển từ trong đấy ra đây cũng phải mất 4 5 ngày mà nó vẫn sống được. Chứng tỏ cá này rất là khỏe các bạn nhé. Sang. Đấy. Đó, lạ nhà, tự nhiên thấy phong cảnh đẹp quá, trông như kiểu dưới đại dương ấy các bạn. Ôi trời ơi, bọn này tụ quân vào đây rồi. Đấy, cái bể này trước mình bị vỡ một tí, mình phải dán vào đây các bạn này. Ồ các bạn ơi, nãy giờ mình không để ý, bây giờ mới phát hiện ra một con này rất là đẹp này. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, nó màu đỏ nhá, hồng hồng đỏ. Đấy, trông người rất là đẹp. Đấy, con này mình thấy là đẹp đấy, không có màu mè, nhưng mà rất là đẹp. Đi ra. Nào, ra. Ấy ra rồi. Úi giời, anh em nhìn quả vây đẹp chưa? Úi giời, đỏ loang. Nhìn chất như ai luôn. Cá nó phải uy tín này luôn. Ấy, kết ở đấy. Nói chung là cái bầy cá này mình mua về mình thấy ưng luôn rồi. Rất là đẹp để chơi Tết luôn. Sắp hết rồi các bạn ạ. Dạ. Ồ, đây có một em cá bạch tạng này các bạn này. Trắng tinh luôn. Từ nãy giờ cả bể này mới phát hiện một con này trắng tinh luôn. Đây các bạn nhìn này. Đây, cho vào đây luôn. Ui dậy. Nhìn đẹp phết các bạn ạ. Ấy, một mình nó một kiểu. Nó màu trắng trắng hồng hồng. Đẹp, nói chung con này đẹp. Ok, ui dồi. Đấy con khác ra còn bỡ ngỡ, con này ra phát quẩy này. Đấy các bạn nhìn thấy quẩy. Ui dồi. Vầy việc vậy đúng rồi. Đẹp phết. Ấy. Đẹp chưa? Ấy. Trông nó vầy trông trông đẹp thật. Con đấy đẹp hết. Đó cho anh em xem một siêu phẩm nữa nhá. Đó. Mình mới phát hiện ra con này luôn, con này phải nói là đẹp nhất trong những cái con nhiều màu từ lúc đầu ra. Đấy các bạn nhìn này, xanh đỏ tím vàng có hết, đen. Đấy, con này phải nói là tuyệt vời ấy. Ấy chưa, màu nó nhiều, cứ càng nhiều màu càng thích đấy. Thậm chí cái vây ở đuôi nó còn có màu xanh nước biển nhỉ. Ấy, thấy chưa, anh em thấy con này đẹp chưa? Đúng con này đẹp luôn ấy, đẹp nhất luôn ấy. Mình thấy màu nó nhiều là mình đã thích rồi. À, con kia định vào đánh đạn đã. Ồ đẹp, nói chung cái... Đấy nhìn như cá rồng luôn, ối xài đỏ loang. Ba em màu đen này thì giống cái cá thiên liêng bọn mình mua đấy, màu giống màu cá thiên liêng. Ba em này tí nữa mình thả lốt. Ui rồi, con này cái gì này sao khỏe thế, ui con này to thế. Con này chỉ sợ vào đây tí nó đánh mấy con này của mình thôi, này trông dữ dằn lắm nhưng mà thôi cứ thả vào rồi sẽ biết nó như thế nào.
các bạn ạ. À, cái con này mình tưởng nó xấu cơ, nhưng khi nhúng xuống nước ấy thì các bạn nhìn ấy, nó có cái ánh bạc bạc nhá. Đấy. Thấy chưa? Nhìn óng ánh bạc chưa? Đấy. Đấy. Trông cũng óng ánh phết ấy, như kiểu là bạc ấy. Vào nhà mới đi nhanh. Nhà mới đây. Ok. Quá tuyệt vời. Ok, hết rồi các bạn nhé. Đó. Cái em này là em cuối cùng. Em này màu xanh giống cái em hôm nọ mình mới mua. Mình nuôi trong bể Lego ấy. Thôi, thả lốt vào đây. Đấy, con này màu xanh này. Trông màu xanh đậm luôn. Wow. Đi xuống, 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 xuống. Ok. Úi, đẹp phết. Úi, xuống nước trông rực rỡ luôn. Xuống nước phát nhìn màu trông óng ánh luôn. Các bạn thấy uy tín không? Đó. Thành quả của mình sau ngồi một lúc thả 15 cái con cá này vào đây, thả từng con một. Ui, nó mỏi hết cả lưng các bạn. Nhưng mà cuối cùng mình ra được một cái bể cá rất là đẹp luôn. Mình rất là ưng cái bể cá này luôn. Ê, mấy đội này nó cùng màu đấy, nó chơi với nhau này. Đấy, nó đang tập trung vào với nhau này. Còn mấy cái anh một màu này thì solo ngoài này, riêng. Ui dồi ôi, sao cái đội này nó cứ bu hết vào đây thế này. Ui, con này sao này. Nó cứ thích bu vào góc ấy nhỉ. Đấy, ngoài này không chơi, cứ thích chui vào góc trốn à, chơi trốn tìm à. Từ một cái bể cá cũ của mình nhá, thì mình nuôi qua rất là nhiều con rồi, cá rồi rùa rồi, bây giờ lại quay lại cá. Nhưng mà đợt này mình mua những cái con cá bảy sắc cầu vồng luôn. Nó gọi là cá Galaxy đấy các bạn ạ. Nó cũng thuộc dòng họ của Beta hay là Thiên Ly đấy. Ây xài, trông uy tín đấy. Xem nào, nhìn từ trên cao nào. Ây. Đấy, bẻ đợt này mình làm đơn giản thôi. Mình không trang trí nhiều sỏi đá vào đây nữa. À, con cá trắng kia định rỉa. À, à, rỉa nhau đánh nhau rồi. À, bị quây. Ôi, bị mấy con nhiều màu kia nó quây các bạn kìa. Con bạch tạng này lẩy số à. Đấy, con này đẹp này. Đấy, các bạn thấy chưa? Con này mình rất thích này. Thế bây giờ mình phải cho chúng nó ăn đã. Nó đi xe vận chuyển đến chỗ mình cũng phải mấy ngày, cứ trong cái túi chẳng có gì ăn chắc cũng đói rồi. Thả đây xem chúng nó coi. Tiêu. Đấy, ăn đi. Xem nào, con này có ăn đầu tiên không? Ăn đi không đói. À, rỉa rồi. Ôi, cái cá viên này nó không, nó không dư chìm được các bạn. Ui, ngậm nguyên một cục ăn rồi các bạn này. Con này tham thế. Các bạn này ăn rồi này. Ý rồi, rỉa, đói. Đói rỉa tới tóc các bạn ạ. Ui, đấy, bắt đầu lên lại. Úi xời. Bắt đầu là nghe thấy hơi hướng là có đồ ăn, là bắt đầu là đang túm tụm lên đây rồi. Một ít nữa thôi, không cho nhiều quá đến lúc ăn lại bẩn hết bạ mà không chưa chắc đã ăn hết. Đây, rỉa trên này một ít này. Đấy, trên bẻ bây giờ rất là nhiều nhá. Đó. Ăn đi. À, tranh nhau à? Con kia không đi tìm để đòi có ăn à? Nên tranh các bạn ạ. Ui, bọn này nó quây quây đây tí với bọn cắn nhau ấy, đùa đâu. Mình chưa biết được tập tính của đội này nó như thế nào, nên là những cái tập sau mình sẽ theo dõi để xem nó có chọi nhau hay cắn nhau thì không, thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đó. Ui, con này ngậm nguyên một cục. Á, xà xìa. Đói xìa. Đấy, nhìn chúng nó ăn thích cực. Đây các bạn này, đấy. À, đây con bạch tạng của mình rồi. Đấy, biết đường lên mà ăn đi. À, biết đường lên ăn rồi. Con này nên ăn đi. Ne ve đây, chụp ảnh à. Con này nó tranh nhau các bạn. Túm hết ở đây. Mình phát hiện ra một con ăn thang các bạn ơi. Đấy, trong mồm nó ngậm đầy đồ ăn rồi. Đấy, nó cứ ngậm này, nó đi trong rau rồi, nó ăn dần rồi. Khôn, con đấy rất khôn. Cái clip ngày hôm nay thì cũng tương đối dài rồi. Nhưng hôm nay mình chỉ giới thiệu về những cái chú cá mới của mình cho các bạn xem thôi. Và mình đã thả được nó về bè rồi. Đấy, những cái tập sau ấy thì mình sẽ theo dõi xem là chúng nó có những cái hoạt động gì khác không. Hay có thể là chọi chiếc gì giống cái đặc tính của cá beta không, cá chọi không. Thì mình sẽ quay những tập tiếp theo cho các bạn xem nhé. Nếu bạn nào thích ấy thì có thể comment, like, subscribe và chia sẻ video. Thì mình sẽ có thể mua thêm những cái cá này. Mình nuôi thêm và cũng có thể tặng cho các bạn nếu các bạn thích. Đó.